Ở đây có cái gì, cái chống chống gió này rất đẹp các bạn. Đây là sang đảo Du Sơn của khu du lịch Mỹ Luông nha các bạn. Mình quay cái khung cảnh này chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Đây là sang đảo Mỹ Luông, là sang đảo Du Sơn chứ. Đây là khu du lịch Mỹ Luông nha. Đây là mình vô để mình quay mình chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Đây là các hotger đang chụp hình này các bạn. Để chụp hình xong rồi mình vô nha. Đây là đường lên sang đảo nha, đảo Du Sơn nè. Đây nè các bạn, đây đường lên sang đảo Du Sơn nha. Đây dưới sang đảo thì nó có chỗ để chụp hình này rất là đẹp nha các bạn. Đây là những cái view là các bạn trẻ đến là rất tuyệt vời luôn á. Đây nè ha, sang đảo Du Sơn đây, quá tuyệt quá đẹp các bạn ạ. Đây là các bạn trẻ đang đi du lịch sang đảo Đồng gì tên gì tiên đảo Đồng Nguyên. Đây là mình đảo một vòng chia sẻ cho mọi người xem nhá. Ô, em gái đang selfie nè. Dễ thương quá à. Ở đây có cái gì, cái trong chống gió này rất đẹp các bạn. Đây nè, đây là chỗ chụp hình nè nghe các bạn. Rồi đẹp rồi, cười lên đi. Đây này là đỉnh núi gì cao quá nè. Rồi mùa xuân nên là còn cái bông mùa gà nữa nè. Đỉnh thêm luôn. Để một chút mình lên trên này mình quay chia sẻ cho mọi người xem nha. Nè các bạn nhỏ đang trên đỉnh núi xuống. Hai bạn tranh quay chút xíu được không? Hai bạn đến ở đâu? Đến từ đâu? Cũng ở trong huyện. Nguyện luôn ha. Rồi đến đây chơi rồi có cảm nghĩ như thế nào về khu du lịch này? Mới đến lần đầu nên chưa biết sao mà thấy nó rộng và đẹp lắm. Để có gì chia sẻ cho mọi người không? Đặng mai mốt mọi người có thể đến để chơi khu du lịch này. Là mọi người hãy đến thử một lần đi rồi sẽ biết. Rồi anh cảm ơn nha. Dạ. Rồi. Đến đi cùng mình có anh Muôn Màu Cuộc Sống nha các bạn. Đang quay phim quá trời luôn kìa. Em cho anh hỏi chút coi. Có gì đâu đẹp mà. Hai đứa đến từ đâu? Cũng ở huyện này luôn hay sao? Hay là ở đâu?
ở bên Long Xuyên. À Long Xuyên phải không? Sao biết đến khu lịch này vậy? Bạn bè giới thiệu. Bạn bè giới thiệu ha. Có chia sẻ gì về khu lịch này cho mọi người để mọi người có thể đến tham quan không? Thì mong bạn đến đây chơi lần thử một lần cho biết để biết khu lịch này nó đẹp như thế nào. Rồi, anh cảm ơn nha. Cảm ơn lời chia sẻ của em. Cái này là clip đẹp 11 là không có quen ai được khác đâu nghe. Nên là hai người đẹp này cũng đang đang selfie nha. Vui quá đi các bạn ơi. Mình đang dạo một vòng Tiên Đạo Đồng Nguyên nha các bạn. Hồi mình có thể lên trên đỉnh mình quay xuống chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Đây mình đang đi mình một vòng nha các bạn. Đây là các bạn trẻ chơi rất là vui nha. Ở bên này là có xì gió nữa nè. Có đẹp. Vậy các bạn trẻ đang đu đưa nè. Wow, view rất là đẹp các bạn ơi. Các bạn trẻ có tính có thể đến khu du lịch Mỹ Luông để chụp hình và trải nghiệm nha. Mình đi mình thấy quất rất là đẹp rồi đó. Để mình đây nè, cái này là cái sơn động rất là cao nha. Để mình leo lên chảnh mình quay xuống để cho mọi người xem nha. Đây nè lên nè. Đó, đang đường đi lên nha. Đấy, quá đẹp đi. Đó, giờ này đang nắng quá các bạn ơi. Ráng leo đi quay chia sẻ cho mọi người xem. Rất là đẹp quá. Ở đây là đang lên trên núi cao nè. Mình quay xuống chia sẻ cho mọi người xem. Đây nè. Rồi là đường xuống nha. Đây là mình lên trên cao mình quay toàn cảnh của thằng khu lịch Mỹ Luông nha. Đây là toàn cảnh của khu lịch Mỹ Luông từ ở trên tháp nè. Quay rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy không? Quá đẹp các bạn ơi. Mọi người có thể đến đây và chụp hình và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Đây là khu du lịch Mỹ Luông ở ấp Mỹ Luông, huyện Chợ Mới của tỉnh của tỉnh An Giang nha các bạn. Đây nè, từ trên cao mình quay xuống nè. Đó, thấy chưa? Đẹp quá. Đây là mùa xuân, qua mùa xuân rồi đang nha. Nhưng mà mọi người có thể đến chơi rất là đẹp. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Khu du lịch Mỹ Luông nha. Đây là mình đang quay ở toàn cảnh ở trên nè. Ở bên kia thì có cái trong chống gió nè. Để mình view, mình zoom lên cho mọi người cùng xem coi. Đó. Wow, gì đâu mà đẹp dữ không biết. Đường xuống nha, mình quay xong mình xuống nè. Bên này thì là khu đất của người ta nên là chưa mua nè, thấy không? Trồng nhãn á. Bên đó trồng nhãn rất là đông nhiều kìa. Thôi là mình đang xuống nè. Thôi mình cũng kết clip này nha các bạn. Nữa mình chia sẻ mọi người những clip tiếp theo. Mình đang xuống nè.